Ông tin chép phải không? Đấy. Nó không phải nhập cho cân nặng nữa, nhưng mà trên cái phần mềm kia nó có ấy rồi, không có nhập. Mình nhập cho cân nặng thì nhiều máy nó tính đầy, nhìn thấy cơ thể đây chứ có gì đó. Thẳng tay nặng thì lên tường ha. Nếu cái này đứng xuống đứng nó không có thấy được gì đâu. Để cũng dọc ha. Rồi không như là mơ ha, tuyên bớt, tuyên lớn nó khác, tuyên nhỏ ha. Mà nãy anh này tuyên nhỏ nó làm nó dễ hơn nhiều, tuyên lớn mình thấy chú ý nè. Cái mõm tim của bác này á, bây giờ nó sẽ nằm ở tuốt đường nách trước nè. Nhìn đây, không, đường nách giữa luôn á. Mõm tim ngay đây nè, cái lưng xương sáo. Đẩy tim xuống đây, thành ra mình sẽ để vị trí trung gian. Mình không có để khoa lưng xương 2 được, hiểu không? Đâu thấy gì đâu, để ngay giữa tim, xuống đây chút. Thì các em sẽ thấy nha, nó nằm yên nha. Cái này ba nội chủ nè, đóng dồi ha. Này lá bình xa, lá không vành. Này lá bình phải. Trước là lá bình phải, sau lá không vành. Vành hai lá nè, nó cũng đóng vôi ha. Lá trước nè, lá sau nè, được chưa? Nhĩ trái nè, thất trái nè. Thì cái này người ta gọi là cản âm tự phát, contrast spontané. Tiếng Pháp là cũng rất là những cái có thể vậy là chuyển động xoáy, nghe không? Tức là có cái đó là tương đương như có huyết khối, hiểu không? Đã có cái công tác spontane thì tương đương có huyết khối là bắt buộc phải dùng kháng đông. Mà hơn nữa ông đun nhĩ là sao không dùng kháng đông được? Antivitamin K ha. Rồi giờ ta tới em. Trong nhĩ trái này. Cái này vẫn cứ xài nó giờ mở từ từ. Tới em chỗ nào? Bấm mình phải cho tôi lo. Bấm cái nút mà xua rồi bấm nút trên màn hình đó. Đấy, nó đóng cái là của ATM mình mới đo được. Nó mất tiêu rồi. Không phải. Nó đó màu mốt. Màu mốt không phải là chữ mờ mới được. Ông điện không? The distance out. Có một đứa nhỏ qua đi đâu qua xây về. Mà chờ đi. Mà bác cố khám cho hồng thân, bác là có cái máy. Thì chờ chút xíu. Không qua hùng kia, cái phòng này cái máy này làm không quen là mất tiền giờ quá. Sao bác mượn cái máy phòng mình mỏi quá. Mà không có Vinh nó đang làm, sao mượn? Thì giờ với Vinh... Không muốn về nữa, không qua bây giờ tôi đi. Giờ với Vinh đi đâu? Không phải, mình ý là mình muốn vô cái report hay không? Cái đo này nói gì? Để đánh giùm đi Vinh. Ngồi đánh giùm đi. Động mạch chủ 30. Tem á, động mạch chủ 30-87, chỉ tráng 87 ha. Đó, mình cắt ở cái ngang với bờ trưa tự do của lá trước, ở bữa bàn hai lá. Mình đo dimension là từ trên dưới thất phải nè. Thất trái 13. Nó tự nhảy á, người ta tôi có làm cái máy này thường, tôi làm cái máy kia mà, là máy xịn cút mà, không làm máy xịn, cái xịn nhiều như mấy cái kia làm. 66.5. Mười ba tiếp đi. Nó nhảy lộn rồi. Rồi ba số kế ha. 18.5.
40 18 3 cái FS là phần tần suất rút ngắn á, phần tần suất rút ngắn 40 69. Rồi thất bại 25 rưỡi. Ok ha. Data là vậy đó. Tại vì mình không có biết cái cách xài nên nó mất rất rối, chứ còn cái chương trình nó sẽ đo từ trên xuống dưới. Thì cái chỗ cắt đó là bờ tự do bên hai lá. Hiểu không? Rồi. Rồi trên đây mình sẽ đo những khoảng những cái thứ gì phẫu thuật viên ta cần là cần cái gì. Cái vòng van hai lá. Vòng van hai lá là từ cái bản lề của lá sao, phải không? Trừ từ chỗ phần giữa phần di động và không di động. Qua tới bản lề lá trước. Cái chỗ mà van lá van động chủ tiếp giáp và dao á thì là bản lề của lá trước. Vòng van hai lá 71. Lá trước. À này là chiều dài lá trước. Nhiều 38. D2. D2 là từ vòng van động chủ lúc nó đóng. 25. Thì cái này là người ta biết, phẫu thuật biết là thay cái van động chủ số mấy. Hiểu không? Cái van cái kích thước của van động chủ á. Rồi mình xin vô D1 để mình đo phân tử liên tục. Học bài hẹp chủ rồi phải không? Dạ rồi. Phân tử liên tục. Vô đâu đi dimension. Trời ơi, chết tôi rồi. NVOT, NVOT nè, đó. Mình đo NVOT thôi, đường kính buồng tống. Là đo chỗ vòng van động chủ á, nó tóm lại đo vòng van động chủ lúc nó mở. Hiểu không? Thì phương trình liên tục phát biểu sao, tức là khối lượng máu qua đây, qua điểm này và khối lượng máu qua điểm này trong một nhát bóp sẽ bằng nhau. Tại vì khúc giữa nó đâu có bị rò đâu mà không bằng, phải không? Thành ra mình sẽ lấy cái đường kính chỗ này, đo đường kính nó sẽ tính ra tiết diện, mình coi như nó là hình tròn đi. Đo đường kính máy tính ra cái diện tích, nhân cho cái vận tốc chỗ này sẽ ra cái lưu lượng máu qua điểm này, xong rồi mình chia cho vận tốc chỗ này thì sẽ ra cái diện tích chỗ này, đồng ý không? Quy tắc tam suất đó thì đang tính như đó. Rồi theo cạnh trục ngang ha, để trục dọc ha. Rồi xem qua cạnh trục ngang của đồng chủ nè, nhìn ha, và chủ ba mảnh đóng dòi ha. Rồi động mạch phổi ở đây em thấy ha, cái này á là lá vành phải, lá vành trái, lá vành phải, lá khung vành, động mạch phổi, phổi động mạch phổi 1.48. Rồi rồi bây giờ từ cảnh trục ngang qua van động mạch chủ ha, cái đầu giờ vẫn có vị trí đó nha, nghiêng rồi giờ về phía mẫn tim nè, về phía mẫn tim qua van hai lá, thấy rõ ha, được chưa? Đó, cái này nó dính mép thì nó hình tròn. Này bây giờ nghĩ lên cái gì nó stress có ở trong phòng xem phim số 2 nè. Cái gì? Linh nó hỏi ra cái hồ sơ thái tài. Nó muốn gì nó qua đây? Chắc nó đi kiếm khám bệnh hay sao? Nó không cho nó mua ta trace ta. Thường thường mấy kia bấm hai cái như thế này tắt ra để mình đo trace. Nó mới xin trang qua dùng. Em kiếm hồ sơ lên chi? Hồ sơ hẹp. Em lấy nó qua khám đó. Để cho nó qua khám đi rồi sao thứ đem hồ sơ qua lại phòng số 8 thì thứ hai nó hội chẩn, nó không có đem cái đĩa theo, nó không có hội chẩn được. Giờ cho nó qua khám đi rồi thứ hai giờ để trả phòng ở đây cho chị nha. Dân nói bác sĩ Trang qua đây chỉ cho cái máy này sao lâu quá nó sợ tôi quên. Bên phòng 8 đó. Để lẽ tôi đi liền giờ gỡ tới giờ tôi đi nữa. Yên tâm thi là cắt ra máy mà cắt là đậu ha, không có đo nha, không có mất thời giờ. Để xài máy cũ nó quen rồi, nó để cứ xài luôn.
Ừ, mới máy cũ thôi. Em có cơ hội đụng tới máy mới thì yên tâm đi. Cái đơn diện tích của anh chỗ nào, đơn diện tích chỗ nào quần đơn quần? Như chỗ nào? Chơi hả? Rồi sao nữa? Rồi vẽ. Không vẽ được. À, xong thì làm bằng Elite. Cái máy này á, lâu lâu nó vẽ nó không ra kết quả như đâu bằng Elite. Em bảo thường là nếu vẽ được em đo Elite chứ. Bấm gì đó. Thường em đo Elite với PHT. Thì đâu chính xác. Dạ, tại vì cái máy này có đôi lúc nó không có đo được bằng cái cách vẽ đó. Em phải nói nhưng mà kêu hãng vô nó chỉ lại chứ. Thường em Trace nào. Đây, rồi bấm dạ. Lúc nào nữa? Rồi bấm chọn. Dạ, rồi dễ. Mà đâu ra không? À, anh bấm thử bên đây coi nó như thế nào. Bên đây là gì đâu? Không được. Cái đó là BHT. Không phải, BHT là khác. Ở đây là... Xem là máy này hoài mày không nhớ? Không, em mua là máy này, mấy máy kia thì em đo bằng chi được. Diện tích mỗi bàn 2 lá 2D á. Diện tích 2 lá có 2 cách đo, cách đo 2D với cách đo BHT. Đo bằng cái phổ 1.3. Rồi sau xuống cục cơ nè, 2 cục cơ trước bên nè, sau giữa. Để nhắc lại mấy thành nè. Đây là trước vách ha. Đây là vách tương thất. Thành dưới, thành sau, thành bên, thành trước, thấy không? Rồi bốn phương đường mỏng. Thở 3 lá. Hai phần tư. Máy phòng số 8 thì dễ xài hơn nhưng mà cái phòng nó nhỏ chị nhét vô không vừa. Thở 3 lá, 2 phần 4 ha. Thì mình đo cái vận tốc thở 3 lá, mình tính được cái trên áp giữa nhĩ phải và thất phải, thất phải và nhĩ phải. Ba phẩy bảy, 60. Cái này phải cộng 10 ha, 65, 3.765. 3.7 là vận tốc của cái dòng máu từ nhĩ thất phải qua nhĩ phải ở thiền tâm thu, hiểu không? 3.7 là vận tốc của dòng máu từ thất phải chạy lên nhĩ phải ở thiền tâm thu. Suy ra trên áp giữa thất phải và nhĩ phải ở thiền tâm thu là 54, tức là 3.7 bình phương nhân 4 là 54. Trên áp 54 mà nếu mà có suy tim thì áp từ nhĩ phải khoảng 10-15 tùy suy tim nặng hay nhẹ. Do đó áp lực thất phải tâm thu sẽ là 64, hiểu không? Nếu không có hẹp van động mạch phổi thì áp lực tâm thu động mạch phổi và áp lực tâm thu thất phải coi như bằng nhau, từ từ trên đó nó khoảng chừng 3-4 nè. Thành ra mình lấy cái 64 đó tính là áp lực tâm thu động mạch phổi. Tức là cách tính áp lực động mạch phổi ở từ tâm thu bằng cái qua phổ hở 3 lá. Nhớ cộng 5, 10, 15 tùy theo anh ta có suy tim hay không. Không suy tim thì cộng 5. Suy tim nhẹ cộng 10, suy tim nặng cộng 15. 5, 10, 15 là áp lực nhĩ phải tương đương với áp lực tĩnh mạch phổi, áp lực tĩnh mạch trung ương, ha, đồng ý không? Đúng gì? Cái hình đó mình có tiêu chuẩn gì? Tiêu chuẩn gì đây? Nhỉ? Cái hình phổi. Đánh giá 1, 2, 3 thì cái thầy giải rồi, tùy theo độ lan của dòng hở thôi. Thường thường là có nhiều mặt cách đánh giá, thường thường đánh giá theo dựa theo độ lan cho nhanh. Em đi qua phòng số 8 chút xíu qua ký, 5 phút qua ký. Cái hình như nào? Mình biết là mình để cái vị trí nó đúng. Nhìn cái dòng đó, cái dòng hở nè thì em để cái que em đo là ngay chỗ mà giữa hai lá van áp bằng nhau, thấy không? Thì ra cái phổ đó, nếu để đúng thì phổ đậm, để sai thì không ra phổ, đơn giản thôi. Rồi hai lá nữa ha. Đánh giá mức độ hở hai lá ba lá thì có cái bài của thầy rồi ha, nó có tới 10 tiêu chuẩn lận. Ở đây thì mình đánh giá nhanh được cái độ lan của màu thì thực ra nó rất nhiều tiêu chuẩn. Hở hai lá 2.5/4. Thank you.
trace. Trace này ra, trace kia nó ra. Van hai lá, 2.6, 28, 13. Ở hai lá 2.4. Thầy ơi, cái trường hợp hở thì mình định lượng mấy phần tư cũng có 10 tiêu chuẩn mà ha. Thì mà... hỏi thầy cái đó học bài hở hai lá thì mình có dạy việc về mở bài hở hai lá ra coi. Yeah. Ở đây thường thường làm nhanh thì mình dựa vào cái độ lan của dòng màu, nhưng thực ra nó có rất nhiều tiêu chuẩn, nó có là bisa bên đang công cấp pha, nhưng thì mình làm quen thì mình nhìn biết. Rồi bây giờ cái này nó vt 1, tức là đo vận tốc ngay chỗ buồng tốc thất thất trái á. Rồi. Thì nãy mình đã có cái đường kính rồi, giờ có cái VT rồi thì máy tính là stroke volume ngay chỗ đó, đúng không? Stroke volume ngay chỗ VT đó, ngay chỗ cái LVOT đó là 104 ml mỗi nhát bóp. Mình coi như là nó đều đi ha, chứ thực ra nó không đều, ông này bị rung nhĩ mà. Rồi, mình dụ mình đo thêm một số nữa phải không? Mình sẽ đo vận tốc của cái dòng máu ngay cái chỗ mà nó mở và thì vận tốc nó đương nhiên nó sẽ cao, do đó mình phải dùng W liên tục mình đo. Cái quan trọng á, nó không phải đo như thế nào mà cái quan trọng là để đầu giờ như thế nào cho cái động mạch chủ nó dài ra, thấy được năm buồng á thì đo nó mới đúng, hiểu không? Nếu mà mình không thấy được năm buồng thì sẽ đo không có đúng. Mình sẽ thấy được động mạch chủ một đoạn luôn á thì mình đo nó mới đúng. Nếu không là mấy chị sẽ đo được khúc này thôi, tính là trật lắc. Thành ra quan trọng là cái 2D làm sao cho nó chính xác á thì cái kia nó mới chính xác. Hồi nãy mình đo VT từ 1 thì mình sẽ lấy cái cao nhất, thì đo VT 2 thì cũng lấy cái cao nhất. Thì cái này là AVVT, tức là cái VT ngay chỗ mà outfit valve ha, thì máy nó sẽ tính ra cho mình. Gần xong chưa bác sĩ? Gần xong rồi. Động mạch chủ 6, 147, 75 ha, thành ra máy nó tính nè. Nó là tính ra là 0.85 cm², diện tích mở van động mạch chủ là 0.85 cm². Được chưa Vân? Dạ. Thấy không? Thật ra coi trên cái SO rồi ông đẹp có hở chủ, mình đo cái DFO của hở chủ nè để mình đánh giá mức độ. DFO của hở chủ là 13, hở chủ 3/4, đủ phổ chưa? Rồi nằm nửa đâu, không có tiền mổ không? Mổ nhiều không sĩ? Tiền công á là 70, kiểm tra máy trước khi rã máy là 10 triệu nữa là 80, thay hai cái van, mỗi cái van 30 là 60 nữa, cộng đi 140, bảo hiểm thối lợi cho ông 40 khi ra viện sau khi trừ chi phí phát sinh nữa. Rồi nửa cổ ra, ông đóng trước 140 nha. Dạ. À, cái này là cảnh vực trên nó mất ha, mình sẽ đo hiệu ứng W của tâm trương. Động mạch chủ lên nó sẽ bên đây nè, qua động mạch chủ xuống bên đây, eo động mạch chủ ngay chỗ này, đây là động mạch dưới đòn. Thì đối diện động mạch dưới đòn eo động mạch chủ. Đúng là phải giảm mấy cách trên mức mà bữa nay không kịp thì giờ nên đứng đông quá không làm kịp nữa. Đó phổ dương ngay trước phổ âm. Đại hiệu ứng W của tâm trương. Ở đây đây là 22. Đây là eo động mạch quay động mạch chủ, động mạch chủ ngang nè. Mấy động mạch lưng, động mạch cảnh chung, động mạch thân tới đầu cảnh chung là dưới đòn. Thì mình nhớ là cái van động chủ, động chủ lên đến đây. Thì khi mà có hở chủ á thì tâm trương máu sẽ chạy ngược từ đây vô đây. Phải không? Mình sẽ đo vận tốc của cái dòng máu đó mà tính ra cái mức độ hở chủ. Thì đó cái đó người ta gọi là hiệu ứng W cuối tâm trương. Cuối tâm trương nghĩa là trước tâm thu.
mình xác định tâm thu á, cái phủ âm này là của đồng bằng chữ xuống, thành ra chắc chắn phủ âm này là tâm thu, trước tâm thu ha, là nó sẽ đo phủ dương ngay trước phủ âm là vậy đó. Rồi xong rồi em đo phủ dương ngay trước phủ âm ha. Có giấy chuột rồi vô trong phòng nhỏ lấy cái vệ sinh chùi.